Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục hành trình khám phá hậu trường phim Tình Mẫu Tử, bộ phim tiếp theo của khung giờ vàng phim Việt trên sóng truyền hình Vĩnh Long ngày hôm nay. MC Tấn Phước sẽ làm cầu nối đưa quý khán giả gặp gỡ một cặp trai tài gái sắc vô cùng trẻ trung và năng động trong phim, đó là diễn viên Hà Anh và diễn viên Minh Thành. Nếu hai diễn viên Lương Thế Thành và Quang Kiều đảm nhận vai nam chính và nữ chính của Tình Mẫu Tử, thì Hà Anh và Minh Thành đảm nhận vai trò gì trong phim? Chúng ta sẽ biết được câu trả lời trong phần chính của phim trên truyền hình Vĩnh Long ngày hôm nay nhé. Còn bây giờ, chương trình xin gửi một món quà nhỏ đến những khán giả yêu mến bộ phim Giữa Hai Bờ Thiện Ác vừa kết thúc trên sóng truyền hình Vĩnh Long. Đó là bài hát nhạc phim Đâu Những Giấc Mơ trên nền những hình ảnh ấn tượng của bộ phim này. Kính mời quý khán giả cùng theo dõi. Chân lang thang về đâu những con đường ta thân ta với ta, kiếp giang hồ đơn độc. Trong đêm đen còn vang những tiếng cười hay tiếng những nỗi đau, tiếng than dày xé. Trong cơn say nụ cười ngỡ ngàng, dẫu biết qua trái ngang, chỉ mong những giấc mộng. Vì cuộc đời là toan tính dối lừa, thương thân ta xa rời, có chẳng lừa dối. Ngồi lặng nhìn kia mây bay cuối trời, đã qua những đắng cay, bỗng nghe bình yên. Nè. Cảm ơn. Sao? Vừa uống không? Ngon quá à. Nhưng mà hơi chua á, mốt nhớ bỏ đường nhiều nhiều chua nha. Chua trả thôi. Anh giỡn mà. Thôi, anh đi làm đi. Em đi nha. Quên nữa, Lan nè. Em cầm đi. Thực ra, trong phân đoạn tại cánh đồng xã mà chương trình đã giới thiệu đến quý khán giả trong kỳ trước, không chỉ có hai diễn viên Lương Thế Thành và Quang Kiều, mà cảnh quay này là một sự kết hợp giữa hai bối cảnh ở gần nhau và giữa hai tuyến nhân vật có thể gọi là mối tình tay bún đầy phức tạp. Xem qua thì có thể đoán được vai diễn của Hà Anh đang có tình ý với nhân vật Tùng do đàn anh Lương Thế Thành đảm nhận. Liệu suy đoán này có đúng không? Chúng ta hãy gặp gỡ Hà Anh để biết được câu trả lời nha. Thưa quý vị và các bạn, đây là cô hai Trang Đài trong phim Tình Mẫu Tử. Lời đầu tiên thì xin cho Hà Anh gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán giả của kênh truyền hình Vĩnh Long. Hà Anh ơi, em có thể chia sẻ cho anh tí xíu là khi mà mình nhận kịch bản của bộ phim này thì mình có đánh giá như thế nào về vai diễn này em? Khi mà được nhận kịch bản của vai diễn này và đọc ngay từ tập đầu tiên thì em cảm nhận đây là một cô Trang Đài khá là dễ thương, khi mà có những cái mẫu đối thoại rất là dễ thương, rất là đời thường đối với ông nội. Và sau đó thì mình đọc, mình bị cuốn hút theo những cái tập phim đó và mình đọc theo những tập nữa. Và mình cảm thấy là wow, từ một cái cô gái ngây thơ, hồn nhiên, thích gì làm đó, thì sau khi mà
chúng tiếng sét ái tình với anh Tùng thì cô nàng đã thay đổi khá là nhiều, và sau đó là gặp thêm rất là nhiều cái khúc mắc nữa, ví dụ như là sẽ gặp thêm 2-3 mối tình nữa chẳng hạn. Các bạn phải nhớ đón xem để xem là sau đó Trang Đài sẽ thay đổi như thế nào và Trang Đài sẽ xử lý như thế nào đối với những tình huống này nhé. Em có chia sẻ đó là 1-2-3 mối tình gì đó thì anh thấy là trong phân đoạn ngày hôm nay thì hình như có một cái mối tình nào đó của em ở đây đúng không? Em có thể chia sẻ với khán giả được không? Em nghĩ là tới 2 mối tình lận. Nhưng mà em nói từ mối tình vậy thôi, nhưng mà nó có gian dở hay không thì em không biết. Chắc chắn là các bạn khán giả phải xem phim mà biết là và phải tự cho mình một cái nhận xét đối với những cái cặp đôi này, xem là họ có nên đến với nhau hay không, hay là có một sự tiếc nuối nào đó dành cho khán giả hay không. Đâu hồi nãy anh có thấy một cái bạn diễn trong cái mối tình nào đó của em ở đây nè. Dạ chắc cái đó không phải mối tình của em đâu anh. Mối tình của em đang chơi hoa bên. À trời ơi. Em có thể mời mối tình của em qua đây được không? Giùm anh được không? Anh ơi, mối tình chơi hoa bên này anh. Dạ đúng rồi. Xin chào. Em có thể chia sẻ thêm tí xíu về cái vai diễn của mình trong bộ phim này được không? Thì lời nói đầu tiên xin cho phép em được gửi lời chào thân thương, thân ái, thân tình và đặc biệt là thân thiết nhất đến quý khán giả Đài Truyền hình Vĩnh Long. Thì em cũng xin phép được chia sẻ chút xíu về nhân vật của mình. Thì ngay từ lúc nhận kịch bản thì em đọc sơ thì em được biết nhân vật của mình là một nhân vật rất là ghê gớm. Một nhân vật mà luôn đem đến những bi kịch và biến cố cho một gia đình khác, đó chính là em. Thì quý vị khán giả muốn xem hay muốn biết tình tiết của em như thế nào nữa thì mời quý vị mình đón xem phim Tình Mẫu Tử trên Đài Truyền hình Vĩnh Long. Đây là bạn gái em. Quý khán giả có yêu mến hai nhân vật này thì hãy đón xem phim Tình Mẫu Tử trên sóng Truyền hình Vĩnh Long nhé. Chỉ tiết lộ bấy nhiêu thôi đã thấy được vai diễn của Minh Thành và Hà Anh thật là hấp dẫn. Và chắc chắn sẽ còn hấp dẫn hơn nữa bởi hai nhân vật được đặt vào một câu chuyện vô cùng cảm động về tình cảm gia đình, đặc biệt là tình mẫu tử thiêng liêng và tình yêu đôi lứa chân phương của những người dân Nam Bộ hiền hậu, chung tình. Tất cả sẽ có trong 38 tập phim Tình Mẫu Tử phát sóng trong khung giờ vàng phim Việt lúc 20 giờ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần trên kênh Truyền hình Vĩnh Long 1. Quý khán giả đừng bỏ lỡ nha. Còn bây giờ, chương trình kỳ này xin phép được khép lại. Hẹn gặp lại quý khán giả trong những chương trình sau với phần giao lưu cùng các diễn viên của phim Tình Mẫu Tử nha. Nhưng mà hát hay quá. Chị hai nói vậy nghe sao được. Nuôi má là bổn phận của hết thảy các con mà, chứ đâu có riêng về anh Lộc nhà em đâu. Còn thằng Tùng, coi như nó trả nợ cho em. Em đâu có gì phải rây rứt. Má cầm ít tiền để dành mua bánh mua trầu ăn nha má. Má, điều con mong muốn nhất bây giờ là má phải giữ gìn sức khỏe nha má. Má đừng bị gì nha má. Không lâu nữa là con về với má rồi. Thank you.